Chào các bạn, xin thưa các bạn, ván đấu giữa hai danh thủ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lê Huynh. Trong ván đấu này, danh thủ Nguyễn Thành Bảo là người cầm quân đỏ được quyền đi trước, và anh thủ Lại Lê Huynh là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra tại giải cờ tướng Thế vận hội châu Á lần thứ 16 năm 2010. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời các bạn cùng theo dõi.
Chào các bạn, xin chào các bạn. Ván đấu giữa hai danh thủ Tôn Dũng Chinh và Nguyễn Thành Bảo. Trong ván đấu này, danh thủ Tôn Dũng Chinh là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Nguyễn Thành Bảo là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra tại giải cờ tướng Cúp Phương Trang lần thứ tư năm 2010. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời các bạn cùng theo dõi.